Lê Triều Sử Ký soạn thành, họ Ngô là ai? Đó là Ngô Thì Nhậm các bạn nhé. What? Bình Chiêm, Dẹp Tống, Lý Trào Lồi Danh là ai? Đó là Lý Thường Kiệt các bạn nhé. Chúc các bạn vui vẻ. Lê Triều Sử Ký soạn thành, họ Ngô là ai? Đó là Ngô Thì Nhậm các bạn nhé. Bình Chiêm, Dẹp Tống, Lý Trào Lồi Danh là ai? Đó là Lý Thường Kiệt các bạn nhé. Chúc các bạn vui vẻ. Lê Triều Sử Ký soạn thành, họ Ngô là ai? Đó là Ngô Thì Nhậm các bạn nhé. What? Bình Chiêm, Dẹp Tống, Lý Trào Lồi Danh là ai? Đó là Lý Thường Kiệt các bạn nhé. Chúc các bạn vui vẻ.